Kính thưa cộng đoàn, thánh lễ lúc 10 giờ hôm nay do Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc chủ tế, hiệp với toàn thể cộng đoàn phụng vụ hành hương, hân hoan tạ ơn Thiên Chúa và mừng kính thánh tu sĩ Martin de Porres, vị lương y nhân từ. Thánh Martin được sinh vào thế kỷ 16 tại thành phố Lima, Peru, Nam Mỹ. Người đã sống như một chứng nhân anh hùng biểu dương lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại khốn cùng. Nhờ đức tin và ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, Thánh Martin luôn cảm nghiệm về tình thương cứu độ của Thiên Chúa, đấng hằng cưu mang và chăm sóc từng thân phận con người phàm trần. Thánh Martin đã luôn sống lạc quan, tín thác tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa trong mọi biến động nghiệt ngã của cuộc đời mình. Khi tận hiến cuộc đời trong ơn gọi của người anh em giảng thuyết theo gương Chúa Giêsu, phục vụ và hiến dâng mạng sống cho tha nhân, Thánh Martin đã sống trọn cuộc đời hy sinh phục vụ anh chị em nghèo khổ, những người bần tật về thể xác và tinh thần, không phân biệt nam nữ, già trẻ, giàu nghèo, màu da hay tiếng nói. Hiệp dâng thánh lễ này, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Martin ban nhiều ân phúc yêu thương, ân sủng và sự an vui cho quý đức cha, quý tu sĩ và giáo dân trong giáo phận Xuân Lộc, để gia đình giáo phận không ngừng tăng tiến trong đời sống đức mến và nhiệt thâm truyền giáo, luôn là ngôi nhà chung chuyển giao lòng thương xót và ân sủng của Thiên Chúa cho muôn người. Đồng thời, chúng ta cũng cầu xin cho tất cả quý khách hành hương luôn nhận được muôn ơn lành hồn xác để luôn sống an khang trong đức tin và đức mến. Giờ đây, kính mời cộng đoàn đứng hiệp với đoàn rước đồng tế để khởi đầu thánh lễ tạ ơn. Chúa ca ngợi vang danh Ngài.
Trọng kính Đức Cha Giuse, kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà, anh chị em và quý khách hành hương. Anh xin được trân trọng giới thiệu đến cộng đoàn. Đức Cha Giuse, giám mục giáo phận Xuân Lộc sẽ chủ tế thánh lễ sáng hôm nay. Đức Cha sẽ dâng ý chỉ cầu nguyện cho giáo phận và quý khách hành hương. Vì vậy, xin được giới thiệu với cộng đoàn và xin cộng đoàn chào mừng Đức Cha bằng một tràng pháo tay. Dạ vâng, xin cảm ơn cộng đoàn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa cùng anh chị em. Kính thưa quý cha, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, tất cả khách hành hương từ khắp nơi về Đền Thánh Martin tham dự thánh lễ kính mừng Thánh Martin de Porres. Nhân ngày lễ kính của Ngài và hôm nay cũng là ngày quan thầy của tu viện Đền Thánh Martin của chúng ta. Chúng ta xin cùng nhau chúc tụng ngợi khen Chúa vì biết bao nhiêu ơn lành Chúa đã thực hiện qua Thánh Martino, qua lời bầu cử của Ngài. Chúng ta cầu nguyện cho quý cha quý thầy trong tu viện
Đền Thánh Martino ở đây, chúng ta cầu nguyện cho tất cả các ý chỉ, các ơn lành chúng ta có mặt ở đây, quý khách hành hương muốn dâng lên Thiên Chúa qua lời bầu cử của Thánh Martino. Xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót đón nhận tất cả các ý chỉ của khách hành hương về đây. Chúng ta cũng hợp ý để cầu nguyện cho giáo phận Xuân Lộc chúng ta trong hành trình mục vụ để biến đổi giáo phận chúng ta thành thánh địa của lòng Chúa thương xót. Và bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn chúng ta để dâng thánh lễ lên một cách xứng đáng. Chúng ta khiêm nhượng nhìn nhận tội lỗi chúng ta và với lòng ăn năn thống hối và tin tưởng vào lòng Chúa thương xót, chúng ta thu sừng tội lỗi và xin Chúa thứ tha. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người tiền tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con trong lòng Chúa, chúng con ở lạy Chúa, chúng con dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dần đưa Thánh Martino qua con đường khiêm nhu ẩn dật
đến vinh quang thiên quốc. Xin cho chúng con ngày nay biết noi gương người, để mai sau được cùng người hương nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa Chúa chúng con, đứng hàng sống hàng trị cùng Chúa, là một với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Ngôn sứ Isaiah nhắc nhở chúng ta rằng điều Thiên Chúa ưa thích là con người biết thể hiện lòng thương xót đối với anh chị em đồng loại. Khi đó, con người sẽ sống trong ánh sáng công chính, sẽ được Thiên Chúa phù trợ và hướng đến nguồn phúc lộc dồi dào. Kính mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Đây lời Chúa phán: cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành, đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bấy giờ ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời. Ngươi cầu cứu, người liền đáp lại, có ta đây. Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ. Đức Chúa sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi giữa đồng khô cỏ cháy. Người sẽ cho ngươi được no lòng, xương cốt ngươi người sẽ làm cho cứng cáp. Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới đẫm, như mạch suối không cạn nước bao giờ. Đó là lời Chúa. Khi Ngài rộng mở tay ban, đoàn con hết thầy nó thỏa vô vàn. Khi Ngài rộng mở tay ban, đoàn con hết thầy nó thỏa vô vàn. Thọ sinh khắp vũ hoàn, nào dâng câu tán dương. Này những kẻ hiếu trung, hãy chúc tụng danh Chúa. Từ ngàn đời Ngài luôn tín trung, và tình Ngài tràn chứa khôn vơi cho kẻ nép thân bên Ngài. Mọi loài khắp gian trần hằng trông lên Chúa thôi. Ngài chăm sóc nâng niu,
dưỡng nuôi từng năm tháng. Vì Ngài là nguồn sông chứa tràn, ngày từng ngày Chúa mở tay ban, muôn loài thoa thuê vô vàn. Công bình đường lối Chúa chính trung, đầy nhân ái yêu thương trong muôn việc tay Chúa. Người ở cùng ai luôn thiết tha khẩn cầu Ngài với trót tâm tư, ai tìm nép thân bên Ngài. Là đấng nhân hậu và giàu lòng xót thương, người nhân ái bao dung với ai người tội lỗi. Người chậm giận và luôn thứ tha, lòng từ hậu Chúa mãi bao la, ân tình Chúa ôi tràn hòa. Trong thư gửi tín hữu Galat, giáo huấn của Thánh Phaolô xác định, qua bí tích rửa tội, chúng ta được trở nên anh chị em với nhau trong Đức Giêsu Kitô, được lãnh nhận Thánh Thần để trở nên con cái đích thực của Thiên Chúa và thừa kế gia nghiệp nước trời. Kính mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Anh em thân mến, nhờ đức tin tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thánh tẩy để thuộc về Đức Kitô đều mặc lấy Đức Kitô. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, Cha ơi! Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng thầy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm, có người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu, mới đứng lên hỏi người rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, thấy thế cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu sức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, hôm nay chúng ta tụ họp nhau ở nơi này là vì chúng ta tất cả muốn cùng nhau tôn vinh Thánh Martino de Porres. Lễ của Ngài hôm nay đó, Ngài sinh ra đã hơn 400 năm nay rồi, 400 gần 50 năm. Thế mà mỗi khi chúng ta mừng kính Ngài, chúng ta lại cảm thấy như có một cái gì rạo rực đặc biệt ở trong lòng chúng ta, mà chúng ta khác nhau lắm, đến từ nhiều nơi, hoàn cảnh sống khác nhau, vấn đề của cuộc đời cũng khác nhau nữa. Thế mà chúng ta vẫn cảm thấy tất cả một cái sự rạo rực thiêng liêng ở trong lòng. Cái gì làm cho chúng ta cảm thấy như thế mà chúng ta vất vả lắm mới về đến đây được? Ở nhà chắc sướng hơn chứ, nhưng mà có cái gì nó thúc đẩy chúng ta lại về đây như thế? Thưa, không gì khác hơn là tình yêu Thiên Chúa đã biến đổi con người của thầy Martino de Porres tất cả trở thành như một cục than tình yêu vậy. Và tình yêu đó hôm nay các bài sách tin mừng, bài đọc thứ nhất từ ngôn sứ Isaiah
và bài sách Tin Mừng Thánh Luca cho chúng ta thấy những cách diễn tả của tình yêu như thế nào. Ngôn sứ Isaiah nói đến những cái diễn tả nó quan trọng lắm trong cuộc đời. Đừng có ăn hiếp, ăn hà hiếp ai hết. Hãy cho người rách rưới có áo mặc. Hãy đón tha nhân vào nhà của mình. Rồi bài sách Tin Mừng Thánh Luca, Chúa trả lời cho nhà thông luật thì Chúa đưa ra một cái dụ ngôn nói đến một người Samaria đi đường xa từ miền ở dưới ở Samaria mà đi qua từ Jerusalem đến Jericho, gặp một người bị quân cướp đánh nửa sống nửa chết để ở trên đường. Rồi người đó dừng lại và đưa người đó lên trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ rồi chăm sóc. Rồi khi đến việc phải đi thì còn nói với quán trọ, chủ trọ là nếu có gì còn thiếu thì khi tôi về tôi sẽ trả, xin hãy chăm sóc cho người này giùm tôi. Những chuyện đó nó lớn lắm. Tình yêu trong đời sống của thầy Martino nó đơn thường lắm. Những cái chuyện nhỏ nhỏ, phục vụ trong cộng đoàn các cha dòng Đa Minh lúc đó, nhưng mà phục vụ với tất cả lòng khiêm nhường và tình thương yêu quý mến kính trọng các ngài. Rồi thương yêu cả loài vật nữa, cho đến độ mà cả mấy con chuột nó đến nó cắn phá rách áo lễ của các cha mà thầy cũng thương yêu muốn cứu. Cái cách diễn tả nó rất là đơn sơ nhẹ nhàng trong những việc nho nhỏ của cuộc sống hàng ngày của mình. Thế thì cái cách diễn tả tình yêu của thầy Martino nó gần với chúng ta lắm. Tất cả chúng ta có thể làm được hết. Và sáng nay khi dọn bài để về chia sẻ với anh chị em hôm nay thì tôi nhớ lại một cái câu chuyện tôi đã đọc lâu rồi mà tôi còn để lại ở trong máy vi tính của tôi. Tôi tìm ra và tôi đọc lại. Và bây giờ tôi đọc lại cho anh chị em. Thế là rất đơn sơ vô cùng cái tình nghĩa giữa con người. Cái câu chuyện có đề tài là bát mì đêm giao thừa. Đêm giao thừa ăn mì sợi đón năm mới là phong tục tập quán của người Nhật. Ông chủ tiệm bán mì sợi Bắc Hải Đinh là một người thật thà chất phác, còn bà chủ là một người nhiệt tình, tiếp đãi khách như người thân. Đêm giao thừa, khi bà chủ định đóng cửa thì cánh cửa bị mở ra nhẹ nhẹ. Một người phụ nữ trung niên dẫn theo hai bé trai bước vào, đứa nhỏ khoảng 6 tuổi, đứa lớn khoảng 10 tuổi. Hai đứa mặc đồ thể thao giống nhau, còn người phụ nữ mặc cái áo khoác ngoài lỗi thời. Bà chủ mời, xin mời ngồi. Nghe bà chủ mời, người phụ nữ rụt rè nói, có thể cho tôi một bát mì được không? Phía sau người phụ nữ, hai đứa bé đang nhìn chăm chú. Bà chủ trả lời, đương nhiên là được. Xin mời ngồi vào đây. Bà chủ dắt họ vào bàn số 2, sau đó quay vào bếp gọi to, cho một bát mì. Ba mẹ con ngồi ăn chung một bát mì trông rất ngon lành. Họ vừa ăn vừa trò chuyện khe khẽ với nhau. Thằng anh nói, ngon quá. Thằng em vừa nói vừa gấp mì đưa cho mẹ. Mẹ ăn thử đi, ngon lắm. Sau khi ăn xong, người phụ nữ trả 150 đồng. Ba mẹ con cùng khen, thật là ngon,
cảm ơn, rồi cúi chào và bước ra khỏi quán. Công việc hàng ngày bận rộn, thế mà đã trôi qua một năm, lại đến ngày 31 tháng 12, ngày chuẩn bị đón năm mới. Công việc của bác Hải Đinh vẫn phát đạt. Hơn 10 giờ, bà chủ toan đóng cửa, thì cánh cửa lại bị mở ra nhẹ nhẹ. Bước vào tiệm là một người phụ nữ dẫn theo hai đứa trẻ. Bà chủ nhìn thấy cái áo khoác lỗi thời, liền nhớ lại vị khách hàng cuối cùng năm ngoái. Người khách nói, có thể cho tôi một bát mì được không? Đương nhiên, mời ngồi. Bà chủ đáp lại như thế. Và bà chủ đưa họ đến bàn số 2 như năm ngoái. Vừa nói vọng vào bếp, cho một bát mì. Ông chủ nghe xong liền nhanh tay thêm củi vào bếp và trả lời, vâng, một bát mì. Bà chủ vào trong nói nhỏ với chồng, này ông, mình nấu cho họ 3 bát mì được không? Ông chồng trả lời, không được đâu, làm thế họ sẽ ngại. Và ông làm một tô mì to hơn, thơm phức, đưa cho bà vợ bưng ra. Ba mẹ con ngồi quanh bát mì, vừa ăn vừa thảo luận. Những lời nói của họ đều lọt vào tai hai vợ chồng ông chủ quán. Thơm quá, năm nay vẫn được đến Bắc Hải Đinh ăn mì, thật là may quá. Sang năm nếu được đến đây nữa thì tốt biết mấy. Tình yêu nhẹ nhàng, ba mẹ con thưởng thức chung một bát mì. Gia đình nghèo, không có tiền để mua 2 bát, 3 bát dĩ nhiên không, mà chỉ mua được 1 bát thôi. Nhưng mà ba mẹ con sung sướng, không ganh tị với ai cả, không than vãn, chỉ sống trong tình yêu giữa ba mẹ con thôi. Hai vợ chồng ông chủ thật là tế nhị. Nếu làm 3 bát mì, họ sẽ ngại. Thôi làm 1 bát mì to hơn chút, để có họ có thể thưởng thức được. Ba mẹ con này chắc chắn là nghèo rồi. Đấy, tình yêu đấy. Tế nhị, để ý đến những cái cách thức diễn tả, những cái cử chỉ, những cái thái độ, không những không làm cho người khác phải tủi nhục, mà còn tránh cái ngại ngùng cho người ta nữa. Thế thôi. Mà khi chúng ta đọc cái câu chuyện này, chúng ta vẫn cảm thấy cái sức mạnh của tình yêu của hai vợ chồng ông bà chủ này. Khi chúng ta đọc cái câu chuyện này, chúng ta vẫn cảm thấy cái niềm hạnh phúc của ba mẹ con nghèo này. Như vậy thì tình yêu dễ lắm. Áp dụng vào mọi hoàn cảnh của cuộc đời của mọi người, trong những sự việc rất nhỏ, trong những tương quan với những người mình không quen biết, được hết. Cái lớn nó nằm ở trong lòng của mỗi người, không ở ngoài việc làm. Một người có thể làm một việc rất lớn, cho rất nhiều tiền bạc, nhưng mà lòng không khiêm nhượng, không thanh thoát, không thương yêu, thì không đem cái niềm vui hay hạnh phúc cho người nhận được. Mà đối với chúng ta còn một cái bí quyết nữa, đó là cái tình yêu đó phải phát xuất từ lòng của Thiên Chúa cơ. Thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai trong thư gửi tín hữu Galata, Chúa đã ban cho chúng ta Thánh Thần của Người để chúng ta có thể kêu lên nói với Chúa, lạy Cha, thưa Ba, thưa Bố, thân thiết lắm.
từ một con tim thân thiết với Chúa. Nó phải sẽ phát xuất ra những lời nói, những cử chỉ, những hành vi, những việc làm đáp ứng vào nhu cầu cụ thể của người mà mình muốn diễn tả tình thương yêu, và đáp ứng vào theo cách thức cần thiết phải diễn tả với người mình cần phải thương yêu. Cho nên cái bí quyết nó nằm ở sự thân thiết với Thiên Chúa, để Ngài thanh luyện lòng trí chúng ta, để Ngài đổ đầy tràn lòng trí chúng ta chính tình yêu của Ngài đối với nhân loại, nhất là đối với những người yếu kém, nghèo hèn. Đó cũng là bí quyết của Thánh Martino. Vì sao Ngài làm những công việc hết sức là bình thường của cuộc đời của một thầy dòng, một tu sĩ, một trợ sĩ ở trong cộng đoàn của các cha Đa Minh, mà cái sức mạnh đó cho đến ngày hôm nay vẫn còn có thể khơi lên trong lòng chúng ta niềm vui, niềm hân hoan. Được như vậy là bởi vì cái sức mạnh đó là chính sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng nhau dâng lời nguyện chung. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, đã ban cho nhân loại vị lương y nhân từ là Thánh Martin de Porres để nêu gương sáng về đời sống bác ái và khiêm nhường phục vụ. Hiệp với tâm tình yêu mến của thánh nhân, với gia đình giáo phận Xuân Lộc và quý khách hành hương, chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và tha thiết nguyện xin. Thánh Martin luôn hết lòng yêu mến và góp phần xây dựng giáo hội. Qua đời sống hy sinh, hiến dâng và phục vụ theo ơn gọi của một tu sĩ trong dòng Đa Minh, xin cho các vị mục tử trong giáo hội luôn được đầy tràn ơn khôn ngoan và thánh thiện của Chúa Thánh Thần với lòng tin cậy mến vững vàng, để chu toàn trách vụ chăm sóc và thánh hóa gia đình giáo hội trong mọi khó khăn thử thách của thế giới hôm nay. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tâm hồn Thánh Martin luôn cháy bừng lửa kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Xin cho mọi tín hữu trong gia đình giáo phận luôn sống hiệp nhất và cộng tác vì ích chung, siêng năng cầu nguyện, sống chứng tá tin mừng, giáo dục giới trẻ, nâng đỡ đồng bào di dân, để gia đình giáo phận luôn là nơi chiêu tỏa, nơi truyền trao lòng thương xót và ân sủng của Thiên Chúa cho muôn người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh Martin đã hoàn toàn đặt hy vọng vào Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực tín trung. Xin cho các gia đình kiên trì sông đức ái tin mừng, để vun đắp hạnh phúc và an vui cách riêng cho những gia đình đang gặp thử thách ngặt nghèo, biết tin tưởng và hy vọng vào sức mạnh chữa lành của Chúa để tìm lại bình an trong ân nghĩa với Thiên Chúa và với tha nhân. Thánh Martin đã ân cần chăm sóc các bệnh nhân và tiếp tục bầu cử cho những ai đang gặp khó khăn thử thách tìm đến Ngài kêu khấn người. Xin cho những bệnh nhân và người nghèo khổ
đặc biệt những anh chị em đang gánh chịu thiệt hại nhiều do dịch bệnh Covid-19 sẽ nhận được sự giúp đỡ về y tế và những hỗ trợ khác và những vị hữu trách và người đồng hành để họ mau vượt qua những hoàn cảnh ngặt nghèo và sống an lành nhờ sức mạnh tình thương của Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã dùng đời sống bác ái của Thánh Martin để tiếp tục ân cần chăm sóc đoàn con trong nhiều hoàn cảnh vui buồn nơi cuộc sống trần gian. Xin cho chúng con biết noi gương thánh nhân để lại, hết lòng yêu mến Chúa và yêu thương phục vụ tha nhân theo ơn gọi và sứ vụ của mỗi thành viên trong giáo phận, để chuyển trao ân sủng và lòng thương xót vô biên của Chúa cho muôn người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Con dâng tâm hồn cha.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa nhân từ, xin chấp nhận của lễ hội Thánh Chúa tiến dâng. Này chúng con đang cùng nhau tưởng niệm tình yêu vô biên của con một Chúa. Xin cho chúng con cùng biết noi gương Thánh Martino để lại. Nhờ đó tình yêu của chúng con đối với Chúa cũng như đối với nhau ngày càng thêm đậm đà thâm thiên. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con phải chúc tụng sự quan phòng kỳ diệu của Chúa nơi các thánh, là những đấng đã thần hiến cho Chúa Kitô vì nước trời. Nhờ sự quan phòng đó, Chúa kêu gọi loài người trở về tình trạng thánh thiện nguyên thủy và cho họ cảm nghiệm được những ân huệ mà họ sẽ lãnh nhận ở đời sau. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng: lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi
người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu trên và tiên dâng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Giuse giáo phận chúng con, Đức Giám mục phụ tá Gioan, Đức Giám mục Đa Minh và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh mục tu sĩ của tu viện Thánh Mật Tino và tất cả các hành hương đã từng đến kính viếng Thánh Mật Tino tại đền thánh này mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha, mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lưu trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết Thầy được hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chỉ nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, amen, amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ,
Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Trên Thiên Chúa đây đừng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con, để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy. Chọn Chúa mãi là của con, để rồi con biết chỉ có Chúa hạnh phúc muôn đời. Tình yêu Chúa tin chung cao vời là đường đi dẫn đưa con về quê trời. Và rồi con muốn có Chúa là chốn dung thân, là kho báu lớn lao vô ngần, và là gia nghiệp trọn cuộc đời con ước mong. Chỉ mong Ngài xóa đi, để con được ngước lên, con tìm được Ngài là chân lý. Con được cùng Chúa mãi đồng hành luôn. Để rồi con biết chỉ có Chúa hạnh phúc muôn đời. Tình yêu Chúa tin chung cao vời là đường đi dẫn đưa con về quê trời. Và rồi con muốn được có Chúa là chốn dung thân, là kho báu lớn lao vô ngần, và là gia nghiệp trọn cuộc đời con ước mong.
chốn con tựa nương, là thanh lũy vững bền chờ che con yên an. Dù có cuồng phong, dù bão giông giăng đầy, con vẫn không lo gì khi đời có tựa nép vào bên lòng Chúa con thành thơ, như em bé thơ dại ngủ ngon trong tay mẹ. Nguyện ước đời con được Chúa yêu thương hoài, thao thức suốt canh dài con tương nhớ ngàn. Ngoài thái thơ con tìm đâu thấy mình ai, đâu có chi lâu về chỉ ở nơi dưỡng trời. Thì ngoài thái thơ ai là chốn con nương nhờ, nơi nương nhờ đây đến quyền quý lợi danh, tựa cánh hoa mỏng manh. Một cơn gió vô tình làm hoa kia xa xanh. Hạnh phúc đời con là Chúa luôn ở cùng, là phúc vinh thiên đàng muôn đời bất tận. Ngoài thái thơ con tìm đâu thấy mình ai, đâu có chi lâu về ở nơi dưỡng trời. Thì ngoài thái thơ ai đã chốn con nương nhờ, lời nương từ đây đến muôn đời, xin Ngài bao con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa Tử Nhân, Chúa đã dùng bi tích cứu độ cho chúng con được thoa chi toại lòng. Xin dạy chúng con noi gương Thánh Martino mà thực thi bác ái, để mai kia được chung hưởng vinh quang với Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con xin kính mời Đức Cha Giuse Chủ Tế, các cha đồng tế và cộng đoàn an tọa. Giờ đây, cha bề trên tu viện Thánh Martin sẽ thay lời cho cộng đoàn tu viện và quý khách hành hương bày tỏ lòng tri ân tới Đức Cha Giuse. Xin kính mời cha. Trọng kính Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà, anh chị em và quý khách hành hương. Hàng năm vào ngày 3 tháng 11, muôn người từ khắp nơi quy tụ về đây để tạ ơn, cầu xin Thánh Martino, một tu sĩ đa minh da đen nhưng lại có tấm lòng vàng, một tu sĩ có tấm lòng trắc ẩn, bao dung hiền hòa, nhân hậu. Đặc biệt, Ngài là một vị lương y nhân từ của tất cả mọi người. Khi còn tại thế, Thánh Martino không chỉ yêu thương những người nghèo, những người bệnh về thể xác cũng như tâm hồn, mà khi đã về trời, Ngài còn tiếp tục yêu thương bằng lời khẩn nguyện. Chúng con tin tưởng Thánh Martino vẫn tiếp tục lắng nghe những ước nguyện, những khó khăn của mỗi cá nhân, của mỗi gia đình, của mỗi cộng đoàn, đặc biệt của những bệnh nhân mà và Ngài sẽ chuyển cầu lên cùng Thiên Chúa. Chúng con xin hết lòng tri ân Đức Cha Giuse vì tình thương Đức Cha đã đến đây để cùng với quý khách hành hương hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa. Và Đức Cha đã chia sẻ lời Chúa cho chúng con. Đức Cha đã chia sẻ Thiên Chúa đã yêu thương Thánh Martino và Thánh Martino cũng hết lòng yêu thương Thiên Chúa, và Ngài đã diễn tả tình yêu thương đó cho tất cả mọi người mà Ngài gặp gỡ trên đường đời. Chắc chắn những lời chia sẻ của Đức Cha chúng con đón nhận, và chúng con sẽ theo Thánh Martino để rồi trong đời sống hàng ngày chúng con gặp gỡ người này, gặp gỡ người kia, đặc biệt là gặp gỡ những anh chị em nghèo khổ, bệnh tật và anh chị em di dân. Chúng con sẽ chia sẻ tình yêu, sự quan tâm, hy sinh phục vụ cho những người đó. Vì thế, ngày hôm nay chúng con xin hết lòng tri ân Đức Cha Giuse. Mặc dù Đức Cha rất là bận rộn với công việc của giáo phận, nhưng mà Đức Cha đã thương đến chúng con, thương đến tu viện, đền thánh, cũng như đặc biệt là quý khách hành hương. Đức Cha đã dâng lễ cầu nguyện cho giáo phận và cho quý khách hành hương. Chúng con cũng xin hết lòng tri ân quý cha, quý tu sĩ nam nữ đã vì lòng kính mến Thánh Martino và mối tương quan với tu viện chúng con đến đây để cùng với Đức Cha hiệp dâng thánh lễ tạ ơn. Và thay lời cho cộng đoàn tu viện, xin được cảm ơn toàn thể quý ông bà, anh chị em vì lòng mến Thánh Martino, vì được đánh động bởi lòng trắc ẩn của Thánh Martino, hoặc nhận được rất nhiều ơn từ Thánh Martino. Hàng năm, quý ông bà và anh chị em không quản ngại đường xá xa xôi đã về đây để hiệp dâng thánh lễ. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Martino, xin Chúa thương ban muôn phúc lành cho cộng đoàn. Và cách đặc biệt hôm nay, xin được cảm ơn quý sơ hội dòng mến Thánh Giá Xuân Lộc, huynh đoàn giáo dân đa minh giáo phận Xuân Lộc, và cách đặc biệt cảm ơn ca đoàn giáo xứ Ngọc Đồng, cũng như cảm ơn cha xứ, cha phó và hội đồng giáo xứ. Hôm nay ca đoàn đã phụ trách hát lễ và hát lễ rất là sốt sắng, giúp cho buổi lễ hôm nay rất là trang nghiêm và mang nhiều ý nghĩa. Xin Chúa ban muôn hồng ân xuống cho Đức Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý khách hành hương, và xin được hẹn với Đức Cha và quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn khách hành hương năm tới, xin được kính mời đến đây để tiếp tục hiệp dâng thánh lễ. Và để bày tỏ lòng biết ơn của chúng con xin dâng lên Đức Cha bó hoa tươi thắm, xin Đức Cha vui nhận cho chúng con, và xin cộng đoàn cho một tràng pháo tay.
Sau đây, Đức Cha Giuse có đôi lời đến tu viện và cộng đoàn dân Chúa. Chúng con xin kính mời Đức Cha. Tôi xin được có vắn tắt đôi ba điều. Thứ nhất, xin chúc mừng cha bề trên cũng như tất cả quý cha, quý thầy trong tu viện. Và cảm ơn tất cả quý cha, quý thầy trong tu viện đã luôn luôn đón nhận khách hành hương về đây, để cho những ai đến đây có thể gặp được Chúa qua lời bầu cử của Thánh Martino, làm cho những ai đến đây đều thánh thiện hơn. Và đó là điều mà giáo hội mong muốn. Tất cả cuối cùng là chúng ta mong ước qua các công việc mục vụ của chúng ta, cuối cùng là chỉ mong làm sao cho đoàn dân Chúa được đạo đức thánh thiện hơn. Tôi xin được gửi lời cảm ơn tất cả quý khách hành hương. Những ai không thuộc giáo phận Xuân Lộc, tôi xin hết lòng cảm ơn và xin cầu nguyện cho giáo phận Xuân Lộc. Xin Chúa tỏ lòng thương yêu, lòng thương xót đối với tất cả con cái của giáo phận Xuân Lộc. Tất cả các anh chị em thuộc giáo phận Xuân Lộc, xin Thánh Martino cầu bầu cho tất cả các anh chị em muôn vàn ơn phúc. Và xin các anh chị em hãy về nhà với sự đạo đức thánh thiện hơn, và xin hãy đem lòng thương xót của Chúa vào môi trường sống của mình, gia đình, giáo xứ, nơi sinh hoạt, công ăn, việc làm. Xin hãy tưới gội mảnh đất của giáo phận Xuân Lộc bằng những giọt nước yêu thương, những giọt nước nhân từ thương xót, để cho giáo phận chúng ta đợi mỗi ngày mỗi trở lên sống động hơn thánh địa của lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Giờ đây xin mời cộng đoàn đứng, ta cùng nhận phép lành cuối lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa. Từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Là đấng tạo thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.